chư Bồ Tát vạn hạnh. Chư nghĩa là tất cả, là vô số. Công hạnh của hàng Bồ Tát nhiều không thể tính đếm được. Nói tóm lại, có tất cả 55 quả vị của hàng Bồ Tát sẽ được giải thích chi tiết trong kinh văn, gồm có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác và diệu giác. 55 quả vị này không phải chỉ đề cập đến 55 vị Bồ Tát, đúng hơn là nói đến 55 trình tự mà người phát tâm tu Bồ Tát đạo phải trải qua mới chứng đạt Phật quả. Vạn hạnh là vô số phương pháp mà các vị Bồ Tát tu tập, có 84.000 pháp môn, nhưng trong đề mục kinh chỉ nói đến vạn hạnh. Để bổ sung cho vạn hạnh, các vị Bồ Tát còn phải tu tập lục độ ba la mật. Ba la mật là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa đến bờ bên kia, là hoàn thành viên mãn công hạnh của người tu hành. Nếu quý vị quyết tâm tu tập thành Phật, chứng đạt Phật tánh, thì đó là ba la mật. Nếu quý vị muốn vào đại học và lấy bằng tiến sĩ, thì khi đạt được học vị ấy được gọi là ba la mật. Nếu quý vị đang đói, muốn ăn mà được ăn, đó là ba la mật. Khi quý vị buồn ngủ mà được nằm xuống ngủ một giấc thì đó gọi là ba la mật. Chữ ba la, bô lô trong tiếng Hán nghĩa là trái thơm, dứa, mật, mi là mật ong. Nên ba la mật còn có nghĩa là ngọt hơn cả vị ngọt của trái thơm. Các vị Bồ Tát đều tu tập sáu hạnh ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí có ba dạng. Một, tài thí, bố thí tiền của, tài sản. Hai, pháp thí, bố thí pháp. Ba, vô úy thí, bố thí sự không sợ hãi. Bố thí tài sản, mặc dù tiền bạc là thứ mọi người ưa thích nhất, nhưng nó cũng là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Chỉ cần nghĩ xem nó đã được truyền tay qua bao nhiêu người và nó chứa bao nhiêu thứ vi trùng thì sẽ biết. Trong đạo Phật, tiền bạc được xem là thứ bất tịnh. Trước hết, nguồn gốc của nó thường là bất tịnh, hoặc là do trộm cắp, hoặc là biển thủ, tham ô mà có. Có người không bằng lòng nói rằng, tiền này do tôi kiếm được từng đồng bằng nghề nghiệp hoàn toàn trong sạch. Nay dù quý vị kiếm được tiền bằng cách hợp pháp đi nữa, thì quý vị vẫn không thể từ chối được rằng đồng tiền tự nó rất bẩn và chứa rất nhiều mầm vi trùng gây bệnh. Vậy mà rất nhiều người thích nó. Khi tiền được truyền tay nhau, nhiều người đã thấm nước miếng của mình vào ngón tay để đếm. Việc này tạo nên mối nghi ngờ cao độ. Chính tiền đã truyền mầm bệnh truyền nhiễm. Nhưng mặc dù sự bất tịnh của nó tác hại đến thế, mà người ta vẫn không ngại kiếm cho được nhiều tiền. Nếu quý vị cho tôi toàn bộ tiền bạc của nước Mỹ này, tôi sẽ không cho đó là quá nhiều. Và nếu đem tất cả khoản tiền ấy cho quý vị, thì tôi tin là quý vị cũng chẳng phản đối. Nhưng khi quý vị đã có nhiều tiền rồi, thì sẽ có luôn một số vấn đề rắc rối. Ban đêm, quý vị không thể ngủ ngon giấc. Quý vị bận tâm phải tìm nơi an toàn để cất giữ. Vì tiền bạc đã làm cho quý vị bận tâm, nên bản chất nó là bất thiện. Nhưng dù cho nó không tốt, mà nhiều người vẫn ưa thích, không thể từ bỏ nó được. Người có thể thực hành việc bố thí ba la mật tài sản, tiền bạc, là người đang tu tập Bồ Tát Đạo. Người ta không dễ gì thực hành việc bố thí. Tâm con người là nơi giao nhau của hai cực âm và dương, là đấu trường của lý trí và tình cảm. Ví dụ như, khi thấy có người gặp hoạn nạn, bị đói khát, theo đạo lý làm người, quý vị quyết định cho người ấy một đô la. Nhưng khi thò tay vào túi lấy tiền, thì tâm tham lam đã níu giữ ta lại, khiến khởi dậy niệm thứ hai. Hãy đợi một chút, ta không thể cho nó đô la này được.
đây là đồng tiền lẻ cuối cùng ta vừa đổi được. Nếu ta cho nó, ta sẽ hết tiền đi xe buýt và ta phải đi bộ. Ta không thể cho được. Tâm niệm đầu tiên thúc giục mình phải có lòng bao dung với người khác, nhưng lập tức nó lại bị dẫn dắt bởi tâm niệm tiếp theo, tính toán cho sự lợi lạc riêng của chính mình, nên anh ta bỏ tiền lại vào túi, không cho nữa. Điều này xảy ra hoàn toàn giống nhau từ tầm mức nhỏ cho đến mức độ to lớn, từ một đồng xu cho đến cả triệu đô la. Niệm đầu tiên là cho, niệm thứ hai là lo lắng cho chính mình. Bố thí tài vật không phải dễ dàng gì, ngay cả có người khi làm việc gì cũng nghĩ: thật ngu đần mới đem tiền cho các người, tại sao các người chẳng đem tiền của quý vị đến cho tôi? Rất dễ dàng khi nói đến bố thí, nhưng đến khi thực hành thì khó. Từ hồi còn trẻ, tôi không biết đếm. Bất kỳ khi nào tôi có tiền, tôi đều bố thí sạch. Nếu tôi có được 1 đô la, tôi cho 1 đô la. Nếu có 2 đô la, tôi cũng cho cả 2. Tôi không thích tiền. Nhiều người xem cách đối xử của tôi là ngu đần, vì tôi chẳng nghĩ gì đến việc lo cho mình cả. Tôi chỉ biết cách giúp đỡ người khác. Bằng cách làm lợi ích cho người khác thì mới có thể làm sinh khởi tâm Bồ Tát trong mình. Những người đã phát tâm Bồ Tát thường thích làm lợi ích cho mọi người hơn là làm lợi ích cho chính mình. Họ cho rằng nếu tôi phải chịu khổ và chịu mọi tai họa của mọi người thì tốt hơn. Tôi không muốn mọi người chịu khổ nạn. Các vị Bồ Tát thường làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thực hành các việc thiện mà chẳng bận tâm đến sự thiệt thòi của mình. Có một số người phí thời gian để chắc chắn mình mua sắm được giá rẻ. Khi họ dự định mua một thứ gì, họ so sánh giá cả ở các siêu thị, cho đến khi họ mua được với giá hời nhất. Những thứ họ mua quá xa chỉ rẻ hơn với những thứ làm bằng nguyên liệu tái sinh, được chế biến từ sự thử nghiệm khoa học, trông bên ngoài rất hào nhoáng, nhưng hư hỏng ngay khi dùng lần đầu. Thế nên, mặc dù quý vị nghĩ rằng mình đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng cuối cùng chính mình lại bị thiệt thòi. Nên thay vì thói quen tính toán ích kỷ như vậy, quý vị nên làm việc tốt lành cho người khác. Bố thí pháp. Như việc tôi giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị nghe đây, gọi là bố thí pháp. Kinh nói: trong tất cả các việc bố thí pháp là cao cả nhất. Tiền bạc quý vị đem ra bố thí có thể tính đếm được, còn pháp không thể tính toán được. Nếu có người đến pháp hội nghe giảng kinh, rồi tu tập và được giác ngộ, được chánh tri kiến, quý vị thử tưởng tượng công đức xuất phát từ bố thí pháp lớn đến ngần nào. Vì bố thí chỉ một lời pháp cũng có thể khiến cho người ta chứng được Phật quả, nên đó là bố thí cao cả nhất. Bố thí sự không sợ hãi, vô quý thí. Khi quý vị đem sự bình thản, trầm tĩnh đến cho những nạn nhân của những vụ cướp đoạt, hỏa hoạn hay những tai ương khác, khiến họ không còn hoảng hốt và kinh hãi, quý vị trấn an họ và khuyên giải bằng cách nói: đừng sợ, bất luận khó khăn nào, cuối cùng rồi cũng qua thôi. Chẳng hạn, cách đây vài hôm, một nữ ca sĩ đánh mất ví tiền. Tôi để ý đến khuôn mặt lo âu của cô ta, nên hỏi cô ta gặp phải chuyện gì. Cô ta trả lời: con mất ví tiền, không biết phải làm sao bây giờ. Tôi nói với cô ta một cách chắc chắn: cô sẽ tìm được lại thôi, đừng băn khoăn nữa. Hóa ra lời tôi nói như có phép thần thông. Cô ta trở lại nơi đánh mất, thấy ví tiền nằm ngay nơi cô ta vừa bỏ đi. Đó là một ví dụ về vô quý thí. Tôi nói với cô ta: đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn cô sẽ gặp những chuyện to tát hơn. Nếu cô hiểu được chuyện nhỏ, thì cô sẽ giải quyết được việc lớn. Trì giới. Ba la mật thứ hai mà Bồ Tát phải thực hành là trì giới. Điều này liên quan đến giới luật,
một trong những phương diện quan trọng nhất của sự tu tập Phật Pháp. Giới là gì? Giới là những phép tắc về sinh hoạt mà hàng đệ tử Phật phải tuân theo. Giới có tác dụng ngăn ngừa, không cho việc ác sinh khởi, và đề phòng những điều lỗi lầm không cho nó xảy ra. Khi quý vị trì giới, thì quý vị không còn phóng tâm mình vào những việc ác. Thay vào đó, quý vị tự hành xử một cách chân chính và cúng dường các hạnh lành ấy lên chư Phật. Có bao nhiêu giới điều? Những người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, muốn hoàn thiện hơn nữa thì nên thọ năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất độc hại gây kích thích. Phải phát nguyện giữ những giới này đến suốt đời. Sau khi thọ năm giới thì phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới. Ngoài ra còn có 10 giới của Sa Di. Thọ giới Sa Di mới chính thức là người xuất gia. Từ đó mới có thể tiến lên thọ giới Cụ Túc, tức là 250 giới dành cho tỷ khưu tăng và 348 giới cho tỷ khưu ni. Còn có giới của hàng Bồ Tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. 10 giới đầu tiên được gọi là giới trọng, vì khi một người đã phạm một trong 10 giới trọng này thì không thể tự mình sám hối được. Nếu phạm một trong những giới khinh thì có thể tự sửa đổi lỗi lầm và bắt đầu lại. Khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thưa hỏi 4 câu hỏi. Một trong số đó là: khi Thế Tôn còn tại thế, Như Lai là thầy của chúng con. Khi Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nhận ai làm thầy? Thế Tôn trả lời: sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên lấy giới luật làm thầy của mình. Đức Phật chỉ rõ cho hàng xuất gia, tỷ khưu, tỷ khưu ni phải nên nhận giới luật làm thầy của mình. Cư sĩ muốn thọ giới pháp nên tìm đến một vị sư trưởng là người xuất gia đã thọ giới tỷ khưu để cầu giới pháp. Các giới căn bản phải được một vị xuất gia đã thọ giới tỷ khưu trao truyền. Theo giới luật của Đức Phật, tỷ khưu ni không được truyền giới. Đối với người tu hành, việc thọ giới là tuyệt đối cần thiết. Người giữ gìn giới hạnh thanh tịnh sẽ có vẻ đẹp sáng rỡ như viên minh châu. Vào đời Đường có Đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam. Ngài giữ giới luật rất tinh nghiêm đến mức chư thiên đến cúng dường. Phước đức của việc giữ giới rất lớn. Nếu quý vị học Phật Pháp mà không giữ giới thì cũng giống như cái bình bị lỗ rò. Giữ giới cũng giống như bích lỗ rò ấy lại. Thân thể con người có nhiều lỗ thoát, nó rỉ chảy ra. Nếu quý vị giữ gìn giới luật trong một thời gian dài thì nó sẽ không chảy thoát ra nữa. Trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ được nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, được hướng dẫn trực tiếp, kết hợp cả học hỏi, nghiên cứu và tu tập hành trì. Thời khóa tu học rất căng thẳng, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Nghiêm ngặt hơn ở trường học bên ngoài nhiều. Đây là trường học để giải quyết vấn đề sinh tử. Khi nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ hiểu được ý kinh và thực hành tu tập thông qua tham thiền. Thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu cho hiểu thấu ý kinh rồi thực hành, chúng ta có thể bước đi vững chãi trên mặt đất và tiếp xúc với công việc không bằng sự bất cẩn và thờ ơ như trước đây nữa, mà bằng sự nỗ lực tinh tấn trong tu học. Quý vị sẽ giải quyết được vấn đề sinh tử, đạt được sự lợi ích vô cùng to lớn. Một ví dụ sẽ minh họa giúp cho chúng ta hiểu được giá trị khi kết hợp giữa hiểu biết và thực hành. Một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình. Trong đó có vài người khác cùng chung sống để giúp đỡ cho họ. Song một hôm, những người kia đều có việc phải đi ra ngoài. Người đi câu cá, người đi mua sắm, người đi chơi, người mù và người què là những người còn lại trong nhà.
Trong cái ngày đặc biệt ấy, căn nhà bỗng xảy ra hỏa hoạn. Người mù không thấy được đường nên không thể thoát ra được. Người què thấy được nhưng không có đôi chân lành lặn để đi ra. Thật nan giải, chắc chắn họ sẽ bị chết cháy thôi. Lúc đó có một vị thiền tri thức cho họ lời khuyên: các anh đều có thể thoát được nạn cháy, có thể thoát ra được ngôi nhà lửa này. Làm cách nào để thoát? Người mù hãy sử dụng đôi mắt của người què, và người què sử dụng đôi chân của người mù. Họ liền theo lời chỉ dẫn của thiện tri thức. Có phải người què móc mắt của mình ra rồi gắn vào hốc mắt của người mù chăng? Bất kỳ một cuộc giải phẫu nào với phương pháp như thế đều thất bại cả. Nếu như người ta tìm cách gắn đôi chân của người mù vào thân của người què, cũng đều là vấn đề nan giải, vượt qua ngoài quy luật tự nhiên. Thế họ làm như thế nào? Họ tạo ra được một tình huống tốt nhất bằng cách người mù cõng người què. Người què có mắt nên hướng dẫn, quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng. Người mù có đôi chân, tuy không thấy đường, nhưng có thể nghe được lời chỉ dẫn của người què. Nhờ nghe lời khuyên đúng lúc và hợp lý, cả hai người đều tự xoay sở để tự cứu được mình. Khi quý vị nghe chuyện này, xin đừng hiểu lầm là tôi ví quý vị như một người mù và què. Chẳng phải quý vị là người mù và què đâu, mà tôi mới là mù và què. Nhưng nhờ có hiểu biết được đạo lý, nên tôi mượn ví dụ để giảng, chẳng phải là nói về quý vị và tôi. Quý vị không nên quá tự cao, đừng có dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình hoặc là trí thức rộng lớn của mình. Thế tại sao quý vị không chứng được Phật quả? Chỉ vì quý vị quá ư ngạo mạn. Quý vị nghĩ ta có kiến thức rất uyên bác, nhưng bất kỳ những thứ gì mà quý vị học được đều làm chướng ngại quý vị. Nếu quý vị có nhiều kiến thức thì quý vị sẽ bị gánh nặng của kiến thức ấy. Nếu quý vị có nhiều năng lực thì năng lực ấy sẽ làm chướng ngại, khiến quý vị không thể chứng đạo được. Chúng ta nên loại trừ hết những ảo tưởng về kiến thức thông minh ấy của quý vị, của tôi và của mọi người. Hãy để cho những tư tưởng ấy an định, phóng xả và làm cho nó thanh tịnh. Hãy để cho lòng mình trở nên trống rỗng. Để làm gì? Để quý vị có thể hưởng được trọn vẹn hương vị nhiệm màu của đề hồ. Đó là Phật pháp vi diệu tối thượng. Một hôm, có một phụ nữ trẻ đang làm luận án tiến sĩ thú nhận rằng trong đầu của cô ta chứa đầy rác. Nay chúng ta sẽ dùng lời của cô ta để nói lại. Hãy liệng sạch rác rến ấy ra khỏi đầu thì cô ta sẽ nghe được kinh. Lúc ấy mỗi điều nghe sẽ được ngàn điều ngộ. Nhẫn nhục. Có ba loại nhẫn nhục: sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Tinh tấn, nghĩa là thường xuyên tiến lên phía trước, không lui sụt trong công phu tu tập. Ví dụ về hạnh tinh tấn cao nhất đã được nói trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bồ Tát Dược Vương quấn mình trong vải tẩm dầu hương, rồi cung kính đến trước Đức Phật đốt mình để cúng dường. Quý vị thắc mắc, Ngài đốt mình như vậy để làm gì vậy? Vì Bồ Tát Dược Vương thấy rằng lòng từ của Đức Phật quá tối thượng, quá sâu màu, quá vĩ đại, không có cách nào có thể báo đáp được ân đức ấy. Nên Bồ Tát đã đem hết thân tâm và tánh mạng của mình cúng dường lên Đức Phật. Quý vị hỏi, Ngài đốt thân trong bao lâu? Trong một thời gian rất dài, không có cách nào tính đếm được khoảng thời gian ấy. Khi Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ ba của Tông Thiên Thai, được đọc phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa đến đoạn thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, tâm chân chánh tinh tấn ấy mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai, thì Ngài liền nhập vào định. Trong định, Ngài Trí Giả
thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thứ vẫn chưa tan. Đại sư Trí Giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Ngay đó, Đại sư Trí Giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam Muội và đạt được Nhất Triền Đà La Ni. Sau khi Ngài xuất định, với trí tuệ lớn lao mà Ngài đã tự khai mở được, Ngài lập tông thiên thai. Đó là cảm ứng do niệm tưởng công đức của Bồ Tát Dược Vương khi đốt thân cúng dường Đức Phật. Một số người sẽ phản đối: nếu có nhổ một sợi tóc trên đầu tôi mà làm lợi cho cả thế giới, tôi cũng không làm. Đó là họ chỉ biết riêng mình mà không cần biết làm lợi ích cho người khác. Họ không thể được gọi là chân thật tinh tấn. Ba la mật thứ năm là thiền định. Có bốn loại thiền và tám thứ định. Còn cửu thứ đệ định đã có đề cập trong phần kinh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên tôi sẽ không giảng ở đây. Nay chỉ giảng vắn tắt về tứ thiền. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Trong trạng thái thiền đầu tiên, người đạt đến cảnh giới này có thể làm cho mạch ngưng đập. Nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa. Trạng thái định này vững chãi hơn ở sơ thiền. Đạt đến cảnh giới này có thể dừng được hơi thở, nhưng không có nghĩa là chết. Thay vào đó là một cảnh giới khác của ý thức. Hơi thở bên ngoài đình chỉ, nhưng hơi thở bên trong vẫn còn. Hàng phàm phu chỉ sử dụng được hơi thở bên ngoài. Nếu người có thể sử dụng hơi thở bên trong, thì họ được trường sinh bất tử, muốn sống bao lâu cũng được. Tuy nhiên, dù có sống đến bao lâu, cũng chỉ trở thành con quỷ giữ thay vô dụng, chỉ lo giữ cái túi da hôi hám này mà thôi. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Mọi người tu tập đều thích chứng được diệu lạc này. Tuy vậy, niềm vui phước lạc ở cõi thiền thứ ba này tách biệt hẳn với niềm vui thông thường, vì nó cực kỳ vi diệu. Trong cảnh giới này, ý thức hoàn toàn đình chỉ. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Đến đây, tất cả mọi niệm tưởng đều được xả trừ. Hành giả chỉ còn biết những gì xảy ra ở cõi trời và người, nhưng hành giả không nên dính mắc, ngưng trệ ở cảnh giới này. Đạt được cảnh giới thiền thứ tư chỉ là bước đầu tiên của lộ trình tu đạo. Hành giả nên nhớ rằng đến cảnh giới thiền thứ tư mới chỉ là một bước tiến đặc biệt thôi. Đó chỉ là bước đầu tiên trên đường hướng tới Phật quả, chẳng phải là thành tựu quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Ba la mật thứ sáu là bát nhã, là phiên âm từ tiếng Sanskrit, tạm dịch là trí tuệ. Có nhiều người xem trí thông minh thế gian là trí tuệ. Không phải thế, trí thông minh là kiến thức thế gian xuất phát từ học hỏi các môn khoa học, triết lý và những môn khác mà có. Còn trí tuệ là hiểu biết suốt thế gian do chứng được Phật quả mà được. Đây là bát nhã. Từ bát nhã không dịch được vì nó có quá nhiều nghĩa, nằm trong năm loại thuật ngữ không nên phiên dịch. Ngũ chủng bất phiên, đó là: một, những thuật ngữ liên quan đến tính chất huyền bí thâm mật, bí mật chi. 2. Những thuật ngữ có nhiều nghĩa, hàm đa nghĩa. 3. Những thuật ngữ liên quan đến những vật mà ngôn ngữ địa phương không có, thử phương vô. 4. Những thuật ngữ theo truyền thống đã không phiên dịch, thuận cổ lệ. 5. Những thuật ngữ khiến người đọc phát khởi thiên tâm, vi sinh thiện. 5 nguyên tắc này được Ngài Huyền Trang Đời Đường đề xướng ra trước tiên. Bát nhã có 3 nghĩa. 1. Văn tự bát nhã là những điều ghi chép trong kinh tạng. 2.
quán chiếu bát nhã là trí tuệ có được qua sự hồi quang phản chiếu, qua công phu phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào tự tâm để nhận ra tự tánh của chính mình. Trí tuệ này phát sinh khi mắt tâm không còn tìm kiếm bên ngoài nữa, mà quay trở lại quán sát bên trong mình. Với ánh sáng trí tuệ quán chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tâm mê muội chung quanh mình. Khi trí tuệ lưu xuất từ tâm, quý vị trở nên rất sáng suốt và thanh tịnh, không còn bị vây phủ bởi trần cấu ô nhiễm nữa. 3. Thực tướng bát nhã. Là bát nhã vi diệu nhất, bất khả tư nghì, đồng nghĩa với từ liễu nghĩa trong đề kinh này. Thực tướng ấy không chứa đựng hình tướng nào trong đó cả, mà chẳng có gì ở ngoài thực tướng ấy. Khi quý vị cho là vô tướng, thì mọi pháp đều do đó mà biểu hiện, nên gọi là thực tướng. Nếu quý vị nhận ra được điều này, thì quý vị rất gần với Đức Phật, chỉ còn cách Ngài có một bước. Kinh Kim Cương nói: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Mọi pháp nếu được biểu hiện qua hình tướng đều là hư giả. Nếu như ngay trong sự biểu hiện của các pháp mà quý vị nhận ra được tính chất vô tướng của nó, thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. Thực tướng bát nhã là nhận rõ được bản thể của các pháp và thâm nhập vào căn nguyên của các pháp, đạt đến cội nguồn của các pháp rồi, tức là như thấy được Phật. Rất dễ khi bàn về những kinh nghiệm như vậy, nhưng rất khó thể nhập. Quý vị không thể hiểu được bằng cách chỉ nghe giảng kinh mà phải tự mình dấn bước vào con đường tu đạo. Dù việc ấy không dễ dàng gì, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. Ví dụ, có người nói: Tôi rất muốn đi New York nhưng đường quá xa và vé máy bay quá đắt nên tôi do dự không muốn đi. Xong, nếu quý vị không bao giờ đi thì chẳng bao giờ quý vị biết thành phố nữu ước như thế nào cả. Chứng ngộ quả vị Phật cũng như vậy. Một mặt quý vị muốn thành Phật, nhưng mặt khác có một lực trì trệ kéo ngược lại, khiến quý vị không bao giờ đạt đến đích cả. Cũng như nhìn biển mênh mông rồi buông tiếng thở dài. Tu học Phật Pháp thật là khó, ta sẽ tìm đạo gì đó dễ tu hơn. Nếu quý vị có thái độ đó, quý vị sẽ không bao giờ chứng được quả vị Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không nói làm gì, nhưng nếu quý vị muốn thành Phật thì phải dấn mình vào khó khăn, vì chỉ trong khó khăn thì mới thấy được cái dễ. Thiền ngữ Trung Hoa có câu: Bất lịch nhất phiên hàng triệt cốt, yên đắc mai hoa phát tỳ hương. Tạm dịch: Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Nhờ chịu đựng những cơn lạnh khắc nghiệt vào giữa mùa đông ở Trung Hoa mà có được mùi hương rất ngọt ngào thanh khiết như thế. Mọi chúng sinh đều thừa hưởng được thực tướng bát nhã trong mình, nhưng cũng như mật nhân trong kinh này, thực tướng bát nhã ấy chưa được hiển bày. Thế nên, họ không nhận ra tự tánh vốn có sẵn nơi mình. Chúng ta không nhận ra tự tánh bát nhã trong ta, là thực tướng bát nhã vốn đầy đủ trong mình, nên chúng ta như kẻ nghèo nàn trong Phật Pháp. Bát nhã là trí tuệ mà chúng ta luôn luôn có sẵn. Chúng ta phải nên mở cánh cửa kho tàng trí tuệ này ra, thì khuôn mặt xưa nay sẽ hiển bày. Khi chúng ta chưa nhận ra mình có sẵn thực tướng bát nhã trong mình, thì cũng như mang một kho tàng chưa khai quật ở trong lòng. Tuy nhiên, khai quật kho tàng lên vẫn chưa đủ, còn phải ra sức luyện vàng mới sử dụng được. Kinh nói rằng, mỏ vàng bát nhã có sẵn trong mỗi người, nhưng nếu ta không tinh luyện thì ta chẳng dùng được. Chúng ta phải phát tâm luyện chất vàng ròng thực tướng bát nhã. Khi ấy
Phật tánh bản hữu sẽ tự xuất hiện. Đức Phật dạy, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh và đều có thể tu tập thành Phật. Nhưng quý vị không nên nghĩ rằng Đức Phật nói rằng ai cũng có thể làm Phật. Vậy tôi là Phật rồi, chẳng cần tu hành gì nữa cả. Điều này cũng giống như biết mỏ vàng nằm đó nhưng không muốn đào lên để dùng. Đây là những giải thích sơ lược về lục độ Ba La Mật trong hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Mọi người đều có thể quyết định tu tập hạnh Bồ Tát để trở thành Bồ Tát. Nếu quý vị có chủng tử Bồ Tát, thì quý vị đã là một vị Bồ Tát sơ phát tâm. Một vị Bồ Tát không thể nói một cách ích kỷ rằng chỉ có tôi mới có thể trở thành Bồ Tát, còn quý vị thì không bao giờ, các ông không thể như tôi được. Không những mọi người chỉ có thể trở thành Bồ Tát, mà họ còn có thể trở thành Phật nữa. Tôi tin rằng mọi người trong Pháp hội này một ngày nào đó sẽ thành Phật. Nam mô A
Đà Phật.